Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng trên kênh VTC14. Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 3 năm 2018, trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn khi mà xe container tông vào cây bên đường, khiến cho tài xế tử vong tại chỗ. Theo đó, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tài xế Lê Hoàng Chiến, sinh năm 1988, ở An Giang, điều khiển xe container mang biển kiểm soát 51C-35962 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi còn cách ngã tư giao nhau với đường Thủ Khoa Huân khoảng 300m, phường Thuận Giao, thì bất ngờ mất lái lao qua phải, tông gãy hai cành cây xanh bên đường, khiến cho tài xế tử vong tại chỗ. Vụ việc làm cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng gần 10km cả hai làn đường. Hôm qua 30 tháng 3, Công an thành phố Hải Phòng đưa ra thông tin về một vụ tai nạn gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3, đang lưu thông thì xe máy do nữ sinh điều khiển bất ngờ bị đổ ra đường. Tài xế xe tải chạy ngay sau đã bẻ lái kịp thời, hai cô gái thoát chết trong gang tấc. Tài xế sau đó phải bồi thường lớn vì gây hư hỏng các phương tiện trên đường. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 3, trên đường 359C thuộc xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, ông Đỗ Văn Tiến, 41 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, điều khiển xe tải chở đá. Khi đang lưu thông đúng phần đường của mình, thì ông Tiến buộc phải bẻ lái gấp để tránh tông phải hai nữ sinh đi cùng chiều, vừa bị đổ xe máy và ngã văng ra đường. Sau khi đánh lái chiếc xe tải của mình sang bên trái, tránh được tai nạn giao thông cho hai cô gái, thế nhưng xe của ông đã mất cân bằng và quệt vào hai chiếc xe ô tô, sau đó đổ kênh ra đường. Anh Đỗ Văn Tiến, tài xế xe tải cho biết, anh đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Bản thân anh bị gãy hai xương sườn, nhưng điều anh lo lắng hơn cả là phải đền cho hai chiếc xe mà mình va phải sau khi đánh lái tránh hai nữ sinh ngã trước đầu xe của mình. Tuy nhiên hiện nay thì cộng đồng mạng đang loan tin về trường hợp của anh Tiến và ủng hộ anh một phần số tiền để có thể bồi thường cho chủ xe. Tối ngày 26 tháng 3, người dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ngỡ ngàng thấy xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73C-03464 và rơ móc mang biển kiểm soát 00338DN chạy trên quốc lộ 1A chở theo một cây gỗ khủng có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Cơ quan chức năng tại Quảng Bình đang truy tìm vi phạm của doanh nghiệp sở hữu xe đầu kéo chở cây khủng để xử phạt. Chiếc xe chở cây như quái thú mang biển kiểm soát 73C-03464 và rơ móc mang biển kiểm soát 00338DN chạy trên quốc lộ 1A chở cây khủng từ huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk. Xe vi phạm chở cây quá khổ, quá mức cho phép từ 2 đến 3 mét và chiếc xe cấp phép chở máy công trình chứ không phải chở cây. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã giao Thanh tra Giao thông tỉnh kiểm tra và có biện pháp xử lý sai phạm của công ty Hải Sơn đóng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đơn vị sở hữu chiếc xe chở cây quái thú này. Được biết là chiếc xe này đã lọt qua nhiều tỉnh thành mà không bị cảnh sát giao thông tiết còi. Sáng nay 31 tháng 3 tại Hà Nội, lễ tổng kết cho giải cuộc thi viết vì an toàn giao thông thủ đô năm 2017 đã được chính thức diễn ra. Là năm thứ 6 thực hiện triển khai cuộc thi này, cuộc thi năm nay đã thu hút gần 30.000 bài tham dự. Khác với những năm trước, cuộc thi năm nay có bổ sung thêm hai nội dung mới, đó là thi trắc nghiệm Internet và tuyên truyền trực quan thông qua các hình thức treo phướn, banner, đề can trên các phương tiện nơi công cộng. Trong số gần 30.000 bài tham dự, ban tổ chức cuộc thi đã chọn lọc, biên tập và đăng tải hơn 70 bài viết trên báo in, báo điện tử. Nhiều bài viết được dư luận đánh giá cao, đồng thời góp phần tích cực vào việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô và cả nước. Lễ tổng kết trao giải thưởng cho cuộc thi viết vì an toàn giao thông thủ đô năm 2017 đã trao 22 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho những cá nhân có bài viết xuất sắc nhất. Giải nhất thuộc về anh Trần Minh Tú, công ty Lamex Nhật Bản với bài viết Lấy xe buýt làm trọng tâm giao thông đô thị. Thưa quý vị, người bị vẩu không được lái tàu, nữ nhân viên đường sắt phải có kích thước vòng 1/75cm hay là nhân viên đường sắt thì không được thiếu tinh hoàn. Đó là những yêu cầu về sức khỏe của nhân viên ngành đường sắt trong dự thảo lấy ý kiến. Những tiêu chuẩn này thì không chỉ mới mà còn rất lạ và thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 1 thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên làm việc trong ngành đường sắt. Một lần nữa, những nội dung do Bộ Y tế đưa ra được cho là có vấn đề khi một số quy định như vòng ngực, bộ phận sinh dục, răng vẩu là tiêu chí cho việc khám tuyển dụng và khám định kỳ. Ngoài những yếu tố liên quan đến chiều cao, cân nặng, còn có các yếu tố về bộ phận sinh dục.
như nhân viên đường sắt không được thiếu tinh hoàn hay người bị bầu không được lái tàu. Đại diện Trung tâm Y tế Đường sắt cho rằng khi xây dựng dự thảo, Bộ Y tế đã mời rất nhiều chuyên gia y tế ở các bệnh viện hàng đầu như Bạch Mai, Việt Đức, Tai Mũi Họng để tham vấn xây dựng dự thảo. Ngành đường sắt cũng đang xem xét dự thảo chứ chưa có ý kiến. Đây là quy định tại nhiều quốc gia chứ không phải chỉ có tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế lại cho rằng những điều kiện này không liên quan trực tiếp tới sức khỏe và điều kiện làm việc của nhân viên đường sắt. 4 chiếc xe buýt vừa được đưa vào sử dụng tại một bệnh viện và một trường đại học ở Berlin của nước Đức với tốc độ là 12 km/h và có tối đa 11 ghế. Các xe buýt nói trên được kỳ vọng là sẽ giúp việc đi lại trong khuôn viên của những cơ sở này dễ dàng hơn. Các nhà chức trách tại Đức hiện nay đang rất lạc quan về triển vọng xe tự lái, bất chấp những lùm xùm gần đây khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về loại xe này. Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường Đức, việc thử nghiệm sẽ diễn ra rất lâu trước khi xe buýt không người lái được đưa vào sử dụng trên đường phố. Cho tới lúc đó thì vẫn cần có tài xế ngồi sau tay lái để đảm bảo an toàn. Một vấn đề nữa được quan tâm là xe điện tự lái có giúp làm nhẹ bớt gánh nặng cho môi trường và lượng hành khách chấp nhận ngồi lên xe tự lái này hay không. Nhiều cuộc thử nghiệm khác sẽ được tiến hành cho tới khi có được câu trả lời. Đặc khu mua sắm mới rất phù hợp với giới lao động nữ ở Nhật Bản vừa khai trương ở nhà ga Tokyo. Chỉ cần bước qua cổng vào nhà ga thì những bạn nữ bận rộn sẽ thấy ngay các chuỗi cửa hiệu thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của mình. Các cửa hiệu này nằm ngay lối đi bộ của người đi làm, vì thế ai cũng có thể ghé qua để khám phá vô số loại mỹ phẩm, kể cả khi họ đang trên đường từ chỗ làm về nhà. Cửa hiệu này cung cấp mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản. Khách hàng sẽ được tư vấn nhiệt tình. Đây là nơi mọi người có thể mua được những sản phẩm được yêu thích nhất từ các trang mạng trực tuyến. Các loại mỹ phẩm có chỉ số đánh giá cao được sắp xếp theo thứ tự dựa trên thứ bậc của chúng, và khách hàng có thể thử tất cả các loại. Có thể nói đây là chuỗi cửa hàng độc đáo, tuy nhiên thì không gian mua sắm này không chỉ nhắm vào lao động nữ mà còn hy vọng mở rộng sức hút đối với các đối tượng khách hàng khác. Một không gian mua sắm thích hợp với cuộc sống bận rộn của người phụ nữ Nhật Bản và đồng thời cũng sẽ là một trung tâm quảng bá các mặt hàng độc đáo của xứ sở hoa anh đào. Tại đây thì công chúng có thể tranh thủ làm đẹp ngay cả khi họ đang ở trong nhà ga Tokyo. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tin vắn đáng chú ý ngày hôm nay. Ngày 30 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực địa tại hàng loạt các nút giao, cống chui dân sinh qua địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thống nhất với các đề xuất của địa phương, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, có những sự điều chỉnh hợp lý trong thiết kế trên tinh thần giảm thiểu thấp nhất về ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Về tiến độ thực hiện dự án, đề nghị các bên liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, cố gắng tháng 7 bàn giao mốc giải phóng mặt bằng, cuối năm tiến hành bàn giao mặt bằng và đầu năm 2019 có thể khởi công dự án. 7 cây cầu dân sinh thuộc chương trình cầu nông thôn hỗ trợ bà con các xã huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp đi lại thuận lợi, an toàn trong mùa mưa lũ đã được chính thức khánh thành. Được khởi công từ tháng 10 năm 2017, các cây cầu này có tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng do tập đoàn Novaland tài trợ. Cầu thông xe đưa vào sử dụng lần này đều thuộc huyện Hồng Ngự, huyện biên giới đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, gồm cầu trung tâm Nam Hang, cầu Bào Tròn, cầu Ông Sĩ, xã Thường Thới Tiền, cầu Cây Gia, xã Thường Lạc, Thường Thới Hậu B, cầu kênh Sườn 2, cầu kênh Cũ, Thường Phước 1, Thường Phước 2, cầu kênh Cội Tiểu, xã Thường Thới Hậu A. Theo quy định mới của Nghị định 16, từ ngày mai, mùng 1 tháng 4, tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và các loại tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định. Bên cạnh đó, tàu thuyền đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam nhưng không đến cảng biển Việt Nam thì thuyền trưởng của tàu thuyền đó phải thông báo ngay cho cảng vụ hàng hải khu vực biết về lý do, mục đích tàu thuyền vào nội thủy Việt Nam trong các trường hợp sau đây: cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu, tránh trú bão, thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Ngày 30 tháng 3 tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 1 năm 2018, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã nêu ra đề xuất trang bị trực thăng để cứu hộ giao thông trên đường cao tốc. Về nguyên nhân, đại diện này cho biết, khi đường cao tốc ùn tắc đến 30 km thì việc cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.
Trên địa bàn Hà Nội trong ngày 18 tháng 3 đã xảy ra liên tiếp 2 vụ va chạm, 4 vụ tai nạn giao thông gây ùn tắc nghiêm trọng, trong đó có vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa và xe khách trên đường cao tốc, do đó việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Bất kể mưa hay nắng, không kể thời gian, những thanh niên tình nguyện không quản ngại gian khó, vất vả. Hàng ngày họ âm thầm làm việc với mục đích là ngăn ngừa ùn tắc, vi phạm tai nạn giao thông trên các tuyến đường, ngã tư giao thông. Vâng thưa quý vị, đó chính là những đội thanh niên xung kích an toàn giao thông do tỉnh đoàn tỉnh Hà Nam thành lập và đang phát huy hiệu quả trong cuộc chiến kéo giảm tai nạn giao thông. Ghi nhận của VTC14. Chị Lê Cẩm Vân là phó bí thư đoàn phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hàng ngày, chị cùng với các thành viên tình nguyện tổ chức điều tiết giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn, bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng và từ 17 giờ đến 18 giờ chiều hàng ngày. Nhiệm vụ chính của thanh niên tình nguyện là tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông tuân thủ các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông. Đây là công việc khá vất vả, nhưng với các thanh niên tình nguyện thì đó lại là niềm vui hàng ngày. Thứ nhất là niềm vui, cái thứ hai đó là rèn luyện cho tôi được cái tinh thần về trách nhiệm với cộng đồng. Công việc này giúp ích cộng đồng rất là nhiều, có thể giúp cho người dân có ý thức về an toàn giao thông hơn, tham gia giao thông một cách gọi là có một ý thức cao và đảm bảo luật giao thông đường bộ. Trên địa bàn Phủ Lý, hiện tại ở mỗi phường đều có một đội thanh niên xung kích về an toàn giao thông. Mỗi đội luôn có từ 7 đến 10 thanh niên cùng tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng này hàng ngày được tăng cường đảm bảo giao thông tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm. Mỗi vị trí thường được bố trí từ 2 đến 3 đoàn viên thanh niên tham gia. Hiện nay là tai nạn giao thông nhức nhối là một mối nạn nhức nhối. Chúng ta có thể thấy rằng là ngày ngày có rất nhiều các vụ tai nạn giao thông do ý thức của người dân như không tham gia đội mũ bảo hiểm này, hay là một số thanh niên là tham gia uống rượu bia, sau đó tham gia giao thông ạ. Tôi là muốn là góp một cái sức nhỏ bé của mình vào để giúp nâng cao ý thức tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia chấp hành luật lệ giao thông, để từ đó giúp cho giảm thiểu những cái tai nạn giao thông ạ. Ở đây từ buổi sáng là từ 7 rưỡi cho đến 10 rưỡi ạ. Còn buổi chiều thì từ 2 giờ đến 5 giờ. Công việc thì bọn em cũng là đứng hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng luật và đúng làn đường của mình. Tỉnh đoàn Hà Nam cho biết, những năm qua, tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến khá phức tạp. Trong đó, đối tượng thanh niên bị tai nạn là rất đáng báo động, lo ngại, luôn chiếm tới 20-30%. Việc thành lập các đội thanh niên tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn không chỉ giúp các thanh thiếu niên tích cực tham gia các hoạt động mà còn phát huy hiệu quả tinh thần thanh niên trong công tác đảm bảo giao thông. Chỉ đạo tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn của tỉnh thành lập cái đội thanh niên tình nguyện để đi đứng tại các chốt điểm giao thông cùng với lực lượng công an giao thông để phân luồng, phân làn đường để cho người dân tham gia giao thông được thuận lợi, an toàn. Và có thể nói rằng là trong cái thời gian vừa qua cũng như là trong quý 1 năm 2018, cái công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đối với tất cả các cơ sở đoàn là khá là chặt chẽ và kết quả có thể thấy rằng là chúng tôi cũng khá là phấn khởi. Thì như nắm bắt thì đến quý 1 năm 2018 thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông là cơ bản ổn định và cái số các tiêu chí thì trên địa bàn của tỉnh đều giảm về số lượt, số vụ và giảm về số người chết và giảm về số người bị thương. Đội thanh niên xung kích an toàn giao thông do tỉnh đoàn Hà Nam phát động, ngoài được triển khai ở các phường, xã, thị trấn, thì hiện cũng đang được phát động nhân rộng mô hình trong các trường học trên địa bàn. Lực lượng này không chỉ đóng vai trò xung kích, đi đầu trong cuộc chiến kéo giảm tai nạn giao thông, mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hành vi cho người tham gia giao thông và cuộc chiến kéo giảm tai nạn giao thông.
Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.